Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong không trung bỗng hiện ra một chàng lữ khách rách đi trên nền kỹ xảo VFX rất huyền ảo, có ánh trăng vằng vặc phía trên, cành cây khổng lồ cùng các đóa hoa phát sáng. Thực ra những cảnh dùng kỹ thuật VFX để dựng nên phông nền hoành tráng chính là một thế giới song song diễn ra trong đầu của nam nhân vật chính. Tạm hiểu đây là những suy tư của anh chàng rách trước những gì đang diễn ra ở thế giới thật. Thế nên khi đang xem MV diễn tiến bình thường mà bỗng dưng xuất hiện các cảnh kỹ xảo thì cũng đừng hoang mang quá các bạn ạ. Trở lại với thế giới thật, hóa ra chàng rách si mê một cô gái. Đêm đến, cả hai không lo ngủ mà nàng ngồi đánh đàn say sưa cả đêm, chàng thì ngắm nàng mê mẩn. Nhưng bạn hãy nhớ để ý bông hoa hải đường được xăm trên ngực trái của cô gái này, đó chính là đầu mối then chốt để có thể hiểu được những diễn biến sau này. Sáng dậy, nàng đội nón lá ra chợ nhìn như nữ hiệp khách giang hồ, còn chàng thì say sưa ở nhà luyện võ, mỗi người một nơi. Đang đi bang bang ngoài đường, nữ chính bất ngờ bị một tên giang hồ đâm một nhát ngay sau lưng, gục luôn tại chỗ. Nhưng mọi người hãy nhớ chi tiết này, mặt sau của chiếc áo tên sát thủ đang mặc cũng là một bông hoa hải đường, trùng khớp với hình xăm mà cô gái để trên người. Đây cũng chính là mấu chốt để hiểu rõ về mối quan hệ của Jack và cô gái sau này. Chuyển cảnh, tên sát thủ bỗng dưng lộ mặt là Jack, thế còn một Jack nữa vẫn đang hăng say tập luyện 180 môn võ công ở nhà là ai? Plot twist ở đây chính là việc có một băng nhóm đã cho người giả mạo Jack thực hiện hành vi ám sát cô gái công khai ở ngay giữa phố huyện. Sau khi ám sát xong, Jack giả cố tình để lộ mặt để người dân thấy hỏng vu oan giá họa cho Jack thật. Đây là một nước cờ cao tay vì trước đó, Jack là một hiệp sĩ lương thiện. Việc làm này của băng cướp hoa hải đường khiến cho người dân hoang mang, làm giảm uy tín và đổ tội lên anh. Và cuối cùng Jack rơi vào cảnh bị truy nã. Trước khi bắt đầu hành trình đi tìm kiếm danh tính kẻ chủ mưu cho mọi việc thì mình khoe vũ đạo một chút đã. Thật đã cất công dựng kỹ xảo phông nền hoành tráng thế này thì Jack cũng phải thể hiện một chút kỹ năng vũ đạo mà mình đã tập luyện rất chăm chỉ suốt thời gian qua chứ nhỉ. Sau khi nhảy múa chán chê thì Jack bắt đầu hành trình trừ gian diệt bảo. Quá ấn tượng, không thèm cưỡi ngựa cho ra dáng hiệp khách ngày xưa, Jack đi hẳn ván trượt luôn cho máu chiến. Tuy nhiên khung cảnh Jack trượt ván trong trang phục cổ lại trông rất hài hước nhưng cũng ngầu đấy chứ. Phần ngoại cảnh của hoa hải đường được ekip thực hiện tại quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Đây là nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam khi vừa sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng với hàng loạt công trình di tích lịch sử có giá trị của nhân loại. Không biết Jack tìm kiếm được bao lâu, cũng chả biết hỏi thăm ai hay có manh mối gì, cuối cùng anh chàng đã phát hiện ra tòa lâu đài, nhìn phát biết ngay là tổng hành dinh của kẻ xấu. Anh chàng dễ dàng xâm nhập mà không gặp cản trở nào, và đây là lúc Jack khiến tất cả đều ngạc nhiên với màn trương trổ võ nghệ rất điêu luyện. Được biết Jack đã cất công tập luyện trong nhiều tháng trời và đích thân thực hiện các phân cảnh này. Hiệu ứng kỹ xảo được đầu tư và concept thế giới song song huyền bí đã thể hiện được rõ nét qua phân cảnh này. Cuối cùng thân phận cô gái cũng lộ diện, hóa ra nàng là người thuộc băng đảng Hoa Hải Đường. Tất cả chỉ là một cái bẫy, Jack như sụp đổ vì bị phản bội. Hóa ra cô gái chính là người của băng đảng được cài cắm để tiếp cận quyến rũ được Jack. Việc tên sát thủ đâm cô gái giữa đường phố một công đôi chuyện, vừa hạ nhục uy tín của Jack thật vừa dụ dỗ được anh vào hang ổ để tiêu diệt. Cuộc chiến dần diễn ra theo hướng bất lợi cho Jack. Thế nhưng, bỗng đâu một cứu tinh xuất hiện, một con Griffin bay ra từ người Jack cũng chính là linh thú bảo vệ anh. Griffin là loài sinh vật huyền bí xuất hiện trong truyền thuyết châu Âu, có đầu đại bàng, thân sau của sư tử và một đôi cánh khổng lồ. Đây là loài sinh vật tượng trưng cho sức mạnh và sự uy quyền, dũng cảm. Tuy nhiên, đây là một loài sinh vật trong truyền thuyết của châu Âu, trong khi bối cảnh hoa hải đường là châu Á. Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là thế giới fantasy mà thôi. Jack muốn triệu hồi xác ướp Ai Cập còn được nữa là Griffin. Sau khi linh thú xuất hiện, chắc kèo đã chiến thắng vì có đồng minh quá hùng mạnh. Thế nên Jack thi triển vài đường vũ đạo trong hang động tối, chả thèm đánh đấm nữa. Tất cả đã có Griffin lo rồi. Quả trứng khổng lồ nở ra, linh thú bùng nổ dữ dội như biểu thị cho sự hồi sinh của Jack. Hẳn là anh chàng đã mạnh mẽ vượt qua sự phản bội để bảo vệ bản thân.